Rồi rồi rồi. Đủ mọi người trở ra ngoài ấy. Chờ từ mọi người ơi, chờ từ nào. Ờ mình kia là người Tùng, hiện tại thì đang công tác tại sở không một tại không. Mình chức vụ thì nhân viên thôi. Đó thế ạ. Thôi đấy là tiếp theo. Sao nào, người tiếp theo nào, người tiếp theo. Mình giới thiệu là lộ trợ. Đấy. Thôi đứng dậy đi, đứng dậy đi Thu ơi. Bạc trống à? Khó nghĩ quá. Nào anh em ơi, chân tự nào. Đúng ra gọi là phố phê ác ế. Thôi, thôi được rồi, đi phê này. Dạ thế, tớ là... Ôi giời. Mẹ trẻ con thế mà vẫn ngại này thì được. Tớ là thứ hai à? Tớ là bán trống. Nào thôi chân tự để các bạn giới thiệu. Tớ lớp các bạn. Nhà tớ ở Hàng Chấu. Thôi để bán đi. Hàng thúng đúng không? Lên lên dày chứ không phải tiền ở mấy đứa này. Hiện tớ đang công tác ở ngân hàng và đại dương sự banh. Thế thôi. Nhớ cho nào nào người tiếp theo, người tiếp theo. Đúng rồi, bạn quay thẳng mặt với bạn kéo riêng trường hợp này. Riêng cái trường hợp này là mọi người bảo phải zoom thẳng vào mặt. Đấy, đúng rồi. Tài dương ở trên nào? Zoom thẳng vào mẹ. Nói chung là mặt zoom màn hình rồi, bạn nói đi. Có, action. Mà thương chương ấy. Mà có liên quan đến là trên nào không? Được rồi. Mày thử dứt ra. Ăn cả các thành môn đi. Biết bảo. Mình là Đặng Ngọc Tú. Hiện đang là giảng viên khoa tài chính trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ. Mình xin trân trọng giới thiệu là mình là Phạm Ngọc Thành, giám trách lớp. Dạo này mình đang làm bên nghề ăn lẩu và buồn nôn đó. Xây dựng gì? Xây dựng gia đình, xây dựng gia đình. Xây dựng dân dụng. Rồi rồi rồi. Có gia đình rồi. Rồi rồi, xin mời ngồi. Nào, Hòa yên tâm, bạn đã dùng 360 độ mày. Trắng kia, trắng kia, trắng kia. Nào, đứng dậy, trắng lắm rồi. Đứng dậy nào. Bạn trắng lắm rồi. Rồi. Đi lên. Bạn trắng lắm rồi. Ừ, bạn trắng lắm. Bạn trắng lắm rồi. Bạn trắng lắm rồi. Hòa. Hòa. Cái gì Hòa? Nguyễn Văn Hòa. Hiện tại tớ. Chật tớ. Chật tớ. Học sinh. Chật tớ. Nào, đang làm gì? Nghề nghiệp là gì? Nghề nghiệp. Lại xin lũ. Cái gì?